Dạ, bạn quay trở lại với Dân Tộc Tuần Phong trong buổi sáng của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng với chủ yếu và tiếng gọi của ông Nguyễn Tiến Dương đã bắt đầu trận đấu ngày hôm nay. Bạn nào? Bạn không dành cho ô tô áo tài cao đi ô. Vẫn đang là cầu thủ áo cam. Ông Quân, dứt điểm đi. Không được. Góc sút đã hẹp lại. Bạn nào? Không được. Vừa rồi là người mở tỷ số dành cho Hà Thành Cao Điêu. Hồng Quân không được. Tình huống qua người hay, nhưng pha dứt điểm cuối cùng của anh lại không thật sự chính xác. Người vừa rồi dứt điểm là cầu thủ mang áo số 11 Nguyễn Văn Quyết. Nó giơ tay người và anh đã có một cơ hội dứt điểm đầu tiên cho mình. Vừa rồi là tình huống xử lý cá nhân của cầu thủ mang áo số 8 bên phía Hà Thành Cao Điêu, và anh đã nâng tỷ số lên 3-0. Xuân Hùng. Đến đặt. Đưa bóng vào.
nữa. Dứt điểm. Liên tiếp là những pha dứt điểm đến từ các cầu thủ của Hoàng Thành Cao luôn. Với một thế trận áp đảo, thế trận kiểu như thế này, thì các cầu thủ ô tô bắt đầu chỉ đưa mình ra để hứng chịu những đợt tấn công của các cầu thủ Hà Thành Cao Hiêu mà thôi. Xuân Hùng trước đã rộng mênh mông, có thể dứt điểm. Lại là một pha dứt điểm tốt nữa đến từ Xuân Hùng. Xuân Hùng vẫn đang là Xuân Hùng. Chắc chắn rồi, 5-0 dành cho các cầu thủ Hà Thành Cao Hiêu. Hồng Quân đã có cho mình một cú poker ở trận này.